Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn. Tập 44. Thần Đạo Đan Tôn chương 432, Thành Quả Đặc Huấn. Khải Nguyên ca, Chư Long Tinh suy yếu nói, ngươi phun hai lần không tính, hơn nữa mỗi lần đều phun chuẩn như vậy, quay về mặt của hắn, cố ý sao? Lưu Khải Nguyên nghiêm nghị nói, tuyệt đối không nên trêu chọc tên kia. Ồ, Khải Nguyên ca, ngay cả ngươi cũng sợ tên kia. Chư Long Tinh kỳ quái nói. Tên kia đừng nói ngươi và ta không trêu chọc nổi, coi như tỷ ngươi đến, ông nội ta ra tay cũng không làm gì được hắn. Lưu Khải Nguyên lắc đầu nói. Làm sao có khả năng? Chư Long Tinh kinh ngạc thốt lên. Hắn là đan sư địa cấp. Lưu Khải Nguyên thổ lộ một bí mật. Phốc. Chư Long Tinh phun ra ngoài. Thật đúng dịp, lần này thì Lưu Khải Nguyên dính một mặt. Hắn liên tục ho khan, đan sư địa cấp, một thiếu niên còn chưa tới 20 tuổi. Đây cũng quá kinh người đi. Lưu Khải Nguyên không khỏi u oán, ngươi cố ý đi, trả thù ta đúng không? Nhưng hắn phun người ta trước, hiện tại cũng không tiện mở miệng trách cứ, có thị nữ mỹ lệ vội đưa khăn lông lên cho hắn lau chùi. Thực hay giả, lúc này Chư Long Tinh mới có thể mở miệng. Lưu Khải Nguyên thở dài, thầm nghĩ bản thiếu là loại lừa người để bị người phun sao. Hắn gật gù nói, nghe ta khuyên, không nên đi trêu chọc tên kia, trước đây ta đắc tội hắn, suýt chút nữa bị Gia Gia đánh chết. Tê, tàn nhẫn như thế. Chư Long Tinh kinh hãi nói, Khải Nguyên ca, nhưng ngươi là đời sau duy nhất của Lưu Gia à. Hết cách rồi, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại tên kia mới bao lớn, cũng đã là đan sư địa cấp. Tương lai thành tựu thiên cấp cũng có khả năng, ngươi nói ông nội ta có cần cho hắn mặt mũi không? Lưu Khải Nguyên lắc đầu, Chư Long Tinh cũng khiếp sợ, thầm nghĩ tỷ tỷ của hắn đang tìm đan sư thiên cấp luyện đan, nếu như Lăng Hàn trở thành đan sư thiên cấp, tỷ tỷ của hắn cầu Lăng Hàn, mình sao có thể so sánh? Nói không chắc, tên này còn có thể trở thành anh rể của hắn ấy chứ? Ồ, anh rể, cái này có vẻ như cũng không tệ a, có đan sư địa cấp, thậm chí đan sư thiên cấp làm anh rể, cái này sẽ châu bò bao nhiêu. Cảm ơn Khải Nguyên ca, ta suýt chút nữa gây ra đại họa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Theo thiên kiêu chiến ngày càng tới gần, cao thủ trẻ tuổi tới Cực Dương Thành cũng càng ngày càng nhiều. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi khí thịnh, nên có không ít sinh sự đánh nhau, nhưng ở Bất Lãng Tửu Lâu lại chưa từng xảy ra sự kiện ẩu đả. Hết cách rồi, hai cao thủ trên thiên kiêu bảng ở đây làm công chừng 10 ngày, hơn nữa còn xếp hạng 20, 21, vậy thì để người xếp hạng sau 20 coi Tửu Lâu này là vùng đất thần thánh. Ngươi muốn tới quấy rối, làm sao cũng phải có thực lực vượt qua hai người Thủy Cô Thành nha. Lại nói, ngay cả đệ đệ của Chư Toàn Nhi cũng ăn hành ở đây, nhưng không thấy Chư Toàn Nhi ra mặt thay đệ đệ, có thể thấy được hậu trường của chủ nhân Tửu Lâu cứng cỡ nào. Không phải không có người động tà niệm, nhưng hai sự thực kinh người đặt ở trước mặt, còn ai dám đánh chủ ý nữa. Lại 20 ngày đi qua, thiên kiêu chiến sẽ chính thức mở ra vào ngày mai. Trong hắc tháp, Lăng Hàn rốt cục đình chỉ đặc huấn với đám người Lưu Vũ Đồng ngày hôm nay để bọn họ nghỉ ngơi một chút. Bắt đầu từ ngày mai sẽ chân chính chiến đấu, mà khi mấy người từ trong hắc tháp đi ra, đều tỏa ra khí thế đáng sợ. Một tháng này huấn luyện như địa ngục, hiện tại bọn họ quả thực là người thấy giết người, quỷ thấy giết quỷ. Tu vi của tàn dạ cao nhất, đạt đến Linh Hải tầng 9, Quảng Nguyên cũng trở lại tầng 9, Lưu Vũ Đồng tầng 8, Chu Vô Cửu yếu nhất, nhưng cũng đạt đến tầng 7. Có thể tăng lên nhanh như vậy là bởi vì Lăng Hàn dùng kim châm độ huyệt, kích phát tiềm lực của bọn họ mới có thể trong vòng một tháng tăng lên lợi hại như thế. Nhưng đây là nghiền ép tiềm năng, là hy sinh tốc độ tu luyện ngày sau để đánh đổi. Nhưng vì ở thiên kiêu chiến đạt được thứ tự tốt, bọn họ không thèm để ý. Loại bí thuật này mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, dùng lần thứ hai. Thực lực còn có thể bành trướng một đoạn dài, nhưng vấn đề là sức mạnh sẽ không bị khống chế mà kéo dài tăng lên cho đến khi thân thể không thể chịu đựng, bạo thể mà chết. Hơn nữa, này chỉ có hữu hiệu ở trước sinh hoa cảnh, bước vào sinh hoa, thoát ly phàm thai, loại phương pháp kích thích này sẽ mất đi tác dụng. Kim châm độ huyệt, phối hợp khổ tu như địa ngục, mới có tốc độ tăng lên kinh người như hiện tại. Ngược lại là Lăng Hàn cùng Hồ Nữu còn dừng lại ở Linh Hải tầng 9 đỉnh cao. Lăng Hàn có hai Linh Hải,
một chính một phản xoay chuyển, như cối xay, bởi vậy nguyên lực của hắn ở lúc cảnh giới tăng lên được chui luyện vô cùng kiên cố. Nhưng tốc độ hắn tăng lên vẫn quá nhanh, cần một chút thời gian để đạt tới viên mãn. Cũng chỉ cần mấy ngày, hắn liền có thể bước vào thần thai. Một buổi tối nghỉ ngơi, thế hệ trẻ tụ hội ở đại đấu thú tràng trong Cực Dương Thành, đây là sản nghiệp của Linh Bảo Các. Mà Linh Bảo Các giàu nứt đố đổ vách, đại đấu thú tràng này lấy thiên kiêu chiến 3 năm một lần làm mục đích xây dựng. Bởi vậy nơi này hùng vĩ đồ sộ đến cực điểm, có thể đồng thời chứa 20 vạn khán giả, từng vòng khán đài cao dần phảng phất như một ngọn núi. Bước thứ nhất, đương nhiên là báo danh. Tiền đề báo danh là 30 tuổi trở xuống, cái khác thì không giới hạn. Bước thứ hai, kiểm tra sức chiến đấu. Ở chỗ ghi danh có một bia đá đo lường sức chiến đấu, chính là thượng cổ đại năng làm ra, toàn lực oanh kích, liền có thể cho thấy sức chiến đấu đối ứng. Mỗi người đều lấy sức chiến đấu tiến hành xếp hạng, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu người có thể thẳng tiến vòng 2. Thì phải xem thiên kiêu bảng lần trước lui xuống bao nhiêu người. Trừ nhân số bởi vì tuổi tác đến mà lui ra, lại thêm không chạy tới, thậm chí đã tử vong, những người còn lại tự động tiến vào vòng 2, lần này tổng cộng 56 người. Bởi vậy, người đến đây báo danh tổng cộng có 144 người có thể đạt, tiến vào vòng 2. 200 người này dựa theo nguyên tắc nhân vật trên bảng không gặp nhau tiến hành rút thăm, tiến hành đào thải chiến, lưu lại 100 người chính là cao thủ mới trên Bắc Vực Thiên Kiêu bảng. Còn kế tiếp thứ tự sắp xếp như thế nào? Đơn giản, đánh nhau, mỗi người đều cùng 99 người khác đánh một trận, theo số trận thắng bại tiến hành cho điểm đến xác định thứ tự cuối cùng. Này, chúng ta trước tiên đi kiểm tra sức chiến đấu đi. Đoàn người Lăng Hàn đi tới nơi bia đá kiểm tra, bởi vì tối đa chỉ có 200 người tiến vào vòng 2, xếp hạng ở sau 200 đương nhiên tự động đào thải, căn bản không cần đăng ký. Này này này, các ngươi thấy không, vừa nãy ra một quái thai, tu vi linh hải tầng 9, nhưng sức chiến đấu cao tới 20 tinh, thiếu một chút liền xông lên thần thai cảnh. Ta biết, tên kia gọi Khuất Tu Trúc, nhưng không biết là từ nơi nào nhô ra, rất thần bí. Tên này thiếu một chút liền có thể so với Trầm Trung Thành. Sao có thể so với Trầm Trung Thành, Bạch Y Kiếm Vương là có thể chiến thắng thần thai cảnh nha. Trầm Trung Thành cũng là ở hơn một năm trước mới đạt đến linh hải tầng 9, không ngừng mài giũa bản thân, lúc này mới có thể kiếm chém thần thai, Khuất Tu Trúc này không hẳn không bằng. Không sai, Khuất Tu Trúc mới chỉ 19 tuổi mà thôi. Mới đi tới, liền nghe người người đang bàn tán sôi nổi, mỗi giới thiên kiêu bảng đều sẽ hiện ra mấy quái thai. Lần trước có thể nói một lần Hoàng Kim, hiện ra thiên tài như Chư Toàn Nhi, Tả Vũ Đạt, Lỗ Dương, Trầm Trung Thành. Không biết khóa này sẽ ra sao? Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 433, bắt đầu báo danh. Nói cho cùng vẫn là người sáng sớm kia càng thêm lợi hại. Mới 21 tuổi đã là thần thai tầng 1 mà sức chiến đấu cao tới 12 tinh. Cái gì? Lại có người có thể vượt qua 10 tinh? Người kia tên gì? Sử An Bình. Chưa từng nghe nói. Xác thực chưa từng nghe nói. Dựa theo tư liệu của hắn đăng ký thì đến từ hải ngoại. Này này này, nói cách khác hắn từ hải vực của Bắc Hoang đến, thực sự không giả chứ? Ai biết được? Chẳng trách trước đây chưa từng nghe nói. Có mấy người đến sớm, bởi vậy từ đầu tới đuôi đều không có bỏ qua, biết ở trong quá trình báo danh từng xuất hiện tân tú kinh người nào. Kỳ thực có chút tân tú tuổi không nhỏ, chỉ là lần trước bởi vì có chuyện nên bỏ qua, lần này mới đuổi tới mà thôi. Cái này rất bình thường, dù sao thiên kiêu bảng chỉ là một hư danh, nếu như đang lúc đoạt bảo then chốt, ai nguyện ý bỏ qua tới đây chứ? Lăng Đại Sư. Bọn người Lăng Hàn đang đứng xếp hàng, nhưng thấy phía trước có người bắt chuyện, hơn nữa còn tới mấy người, chính là mấy người lúc trước ở Lạc Nguyệt Hạp gặp. Cố Phong Hoa, Trì Hoa Lan, Lâm Hương Cần. Hơn nửa năm trôi qua, tu vi của bọn họ đồng loạt tới Linh Hải tầng 9, nhưng không có ai đột phá thần thai. Nghĩ đến không phải bọn họ không thể, mà là đang nện vững chắc cảnh giới. Vì một hư danh liền mạnh mẽ nâng cảnh giới lên. Đây là đốt cháy giai đoạn, đối với cảnh giới ngày sau thương tổn quá lớn, các thiên tài có thể lên bảng há ngu ngốc như vậy.
ở trên thiên kiêu bảng có thể đắc ý bao lâu. Dài một chút cũng chừng 10 năm, nhưng tương lai của bọn họ có thể tiến vào sinh hoa, tuổi thọ cao tới 300 năm, chừng 10 năm phong quang lại coi là gì. Sao có thể vì nhỏ mà mất lớn? Đã lâu không gặp, Lăng Hàn chắp tay với bọn họ. Mọi người tán gẫu chuyện đã xảy ra gần đây, tự nhiên khó tránh khỏi nói đến trận chiến của Vũ Hoàng, yêu hồi nguyệt cùng ma viên trong ám ma xâm lâm, không ai không sinh lòng ngóng trông. Làm người, phải như yêu hồi nguyệt, sau này ta làm thiên hạ đệ nhị thương đi. Hứa Văn Thông cười nói, Lăng đại sư cũng như vậy, trở thành đan sư địa cấp không phải diệu chiếu thiên hạ sao? Lâm Hương Cần cười khẽ, mị thái nảy sinh, như ân hồng, đều là vưu vật trời sinh. Tên này và yêu hồi nguyệt đều biến thái, có điều là một ở võ đạo, một ở đan đạo. Cố Phong Hoa cảm khái nói, nhưng chỉ Hoa Lan nghiêm mặt nói, thiên phú võ đạo của Lăng đại sư cũng không kém. Tất cả mọi người ngẩn ra, chủ yếu vì thành tựu của Lăng Hàn ở trên đan đạo quá chói mắt, 17 tuổi liền thành đan sư địa cấp, khiến người ta theo bản năng quên mất thiên phú võ đạo của hắn. Cái tên này thời điểm ở Dũng Tuyền cảnh liền chém linh hải cảnh, hiện tại bước vào linh hải tầng 9, không phải có thể chém thần thai chứ. Hơn nữa, hiện tại hắn chỉ 18 tuổi mà thôi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không tham gia thiên kiêu hội này, Lăng Hàn cười nói. Hù chết bản biến thái, nếu như ngươi tham gia, nhất định sẽ cướp đi một tiêu chuẩn, nói không chắc ta liền bị knock out. Cố Phong Hoa vỗ ngực nói, một bộ thở phào nhẹ nhõm. Lăng đại sư là không lọt mắt thiên kiêu bảng này à. Lâm Hương Cần lại bay qua một mị nhãn, rất động lòng người. Thực không phải nàng đang câu dẫn Lăng Hàn, mà trời sinh chính là như vậy, mị nhãn lơ đãng liền vứt ra ngoài. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Bên cạnh có người không phục, hai tay ôm ngực, một bộ xem thường. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn lại, hắn chỉ mình nói, huyết viêm cốc điêu văn đức chính là ta, nếu như các ngươi không phục, ta sẽ đánh nổ từng người các ngươi. Huyết viêm cốc, chẳng trách lớn lối như vậy. Bốn thế lực mạnh nhất Bắc Vực, một cốc ba tông, một cốc chính là huyết viêm cốc, còn bồi dưỡng được thiên tài như Tả Vũ Đạt. Người trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên mỗi người đều không phục, dồn dập trợn mắt, nhưng Lăng Hàn phất tay nói, không cần chấp nhặt với loại tiểu lâu la. Này, đúng, chúng ta là người nào, tại sao phải đấu khí với tiểu nhân vật? Thật muốn gặp phải, một kiếm cắt bỏ. Đám người Cố Phong Hoa gật đầu, nhưng để sắc mặt của Điêu Văn Đức tái xanh, hắn thấy trong đám người này có mấy mỹ nhân cực kỳ mỹ lệ, cho nên mới cố ý khiêu khích, tự nhiên là vì hấp dẫn mỹ nhân chú ý, nhưng không ngờ người ta căn bản không coi hắn ra gì. Tên ghê tởm, chờ sau đó các ngươi thấy được sức chiến đấu của ta, xem dọa các ngươi thành cái dạng gì. Điêu Văn Đức thầm nói, ngược lại cũng biết kiềm chế. Võ giả, tự nhiên là dùng nắm đấm nói chuyện, không có đủ thực lực, nói ra cũng như khoác lác, đến phiên Ngạo Gia Thất Tử. Phía trước có người kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy 7 người Ngạo Tinh Lai nối đuôi nhau đi ra, đi tới trước bia đá kiểm tra. Có điều, Ngạo Tinh Lai và Ngạo Nguyên Vĩ đều là nhân vật trên thiên kiêu bảng, tự động thu được tư cách tiến vào vòng 2. Nửa năm trôi qua, trong Ngạo Gia Thất Tử lại có 3 người bước vào thần thai, phân biệt là Ngạo Tinh Lai, Ngạo Nguyên Vĩ cùng Ngạo Kiên Thành. Ngạo Kiên Thành vốn là lão thất, nhưng cái sau vượt cái trước, đúng là có chút ngạc nhiên. Trong Ngạo Gia cũng tiến hành trắc thí mấy người chưa thăng cấp, không ai không đạt được sức chiến đấu 15 tinh trở lên. Có thể thấy được nửa năm này tuy cảnh giới của bọn họ không hề tăng lên, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Ngạo Kiên Thành càng nắm giữ sức chiến đấu của thần thai 3 tinh, phóng tới thiên kiêu bảng cũng có thể xếp vào 40 vị trí đầu. Đương nhiên đây là dựa theo sức chiến đấu năm ngoái, năm nay thì không nhất định. Ta và Nguyên Vĩ cũng muốn chắc sức chiến đấu, không ngại chứ. Ngạo Tinh Lai nhìn phụ trách ghi chép cười nói, đương nhiên không ngại, xin mời. Những người kia đồng thời gật đầu, mặt mũi của nhân vật trên thiên kiêu bảng là nhất định phải cho. Ngạo Tinh Lai gật đầu, nhìn Ngạo Nguyên Vĩ nói, lão nhị, ngươi tới đi. Vẻ mặt của Ngạo Nguyên, Vĩ cứng đờ như gỗ gật đầu, từ khi bước vào thần thai cảnh, hắn vẫn không chịu nhận mình xếp hạng thứ hai. Muốn thay Ngạo Tinh Lai, nhưng vẫn không có cơ hội, lần này liền cho đối phương nhìn sức chiến đấu của hắn. Hắn từ giá binh khí lấy tới một cây trường đao, đây là vật liệu cấp 5 chế thành, hoàn toàn có thể chịu đựng được sức mạnh to lớn của thần thai cảnh. Hắn ngưng thần, tĩnh khí,
qua chí ít 3 hơi thở mới thấy hắn đột nhiên chém ra một đao. Ầm. 7 đạo đao khí cuốn qua, cùng mũi đao chém tới bia đá, đem hết thảy lực công kích bộc phát ở một điểm. Kiểm tra như vậy, nói là sức chiến đấu, chẳng bằng nói là sát chiêu cường đại nhất. Ở tình huống bình thường, là không có cơ hội để ngươi chuẩn bị 3 hơi thở lại ra tay, đối thủ sớm đã giết ngươi mấy lần. Ong ong ong, ký tự hàng thứ 5 lục tục sáng lên, 1, 2, 3, 4, 5, sức chiến đấu thần thai ngũ tinh. Cái này tương đối bất phàm, bởi vì vừa mới vào thần thai, tự nhiên là lấy tăng cảnh giới lên làm chủ, sao có thời giờ đi mài giũa nguyên lực. Chuyện nện vững chắc cảnh giới đương nhiên là đến tầng 9 mới làm. Không hổ là ngạo gia lão nhị, lần trước xếp thứ 78, thật mạnh. Lần này nói không chắc có thể vượt qua ngạo gia lão đại rồi. Kha kha, ngạo lão nhị có thể tăng lên nhiều như vậy, lẽ nào ngạo lão đại không được sao? Nhìn ngạo tinh lai đi. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn ngạo tinh lai. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 434, kiểm tra sức chiến đấu. Ngạo tinh lai cười ngạo nghễ, từ trên giá vũ khí lấy ra một thanh trường kiếm, nhưng căn bản không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, trực tiếp gọt đi qua. Ong ong ong, ký tự hàng thứ 5 sáng lên, 1, 2, 3, 4, 5, thần thai ngũ tinh. Nhưng so với ngạo nguyên vĩ, một cái chuẩn bị 3 hô hấp mới đánh ra sức chiến đấu thần thai ngũ tinh, một cái. Khác tiện tay một đòn thì có uy năng như vậy, chênh lệch hết sức rõ ràng. Sắc mặt của ngạo nguyên vĩ không khỏi âm trầm, ngũ tử khác cũng không khá hơn chút nào, chênh lệch với ngạo tinh lai là càng lúc càng lớn à. Xin mời 5 vị lại đây bổ sung tư liệu. Một tên phụ trách báo danh cười nói, tuy ngạo gia ngũ tử là người dự thi lần trước, nhưng không có tiến vào bảng, năm nay đều thuộc về người mới. Ngũ tử đi vào bổ sung tư liệu, kế tiếp còn phải chắc cốt linh, ngạo tinh lai và ngạo nguyên vĩ thì được mời đến phòng nghỉ ngơi. Mọi người tiếp tục xếp hàng. Ồ, này không phải Vũ Côn Lôn sao? Trong đám người bắt đầu bạo động, dồn dập nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân thể như ngọc xuất hiện, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hết sức kinh người. Nhưng bên cạnh hắn có một mỹ nhân tuyệt sắc, vóc người thon dài, yêu kiều thướt tha, ngay cả khí thế của Vũ Côn Lôn cũng áp chế không nổi. Đứng ở bên cạnh hắn không những không bị che lấp phong quang, trái lại càng thêm chói mắt. Cô gái này là ai? Thật đẹp, hồn ta sắp bay mất rồi, không kém chư tiên tử chứ. Ta nhổ vào. Đó là ngươi chưa từng thấy chư tiên tử, chỉ cần gặp chư tiên tử, lại nhìn những nữ nhân khác đều xấu như heo. Này này này, chư tiên tử có đẹp như thế không? Nghe mọi người nghị luận, mới đầu Hoa Ánh Hạm còn rất đắc ý, nhưng càng nghe càng phát lạnh. Đối với một mỹ nữ mà nói, sự tình cáu giận nhất chính là dung nhan của mình không bằng người khác, huống chi còn bị người khinh bỉ đến không đáng giá một đồng. Chư Toàn Nhi, trên thiên kiêu chiến, ta sẽ khắc mặt của ngươi thành hoa, xem ngươi còn đẹp làm sao, nàng oán độc thầm nói. Vũ Côn Lôn nhanh chân mà đi, tu vi thần thai tầng 9 ở thế hệ trẻ tuổi trước mắt có thể nói vô song, chỉ khí thế liền có thể ép sụp người khác. Chỉ là không vào sinh hoa đều phàm nhân, vượt qua một bước kia thật quá khó khăn, nói không chắc 10 năm, 20 năm, sau hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng hiện tại, Vũ Côn Lôn quá mạnh mẽ, một đường đi qua mọi người đều cúi đầu, một là bị khí thế của đối phương ép, hai là kính trọng đối với đã từng là người số 1 trên thiên kiêu bảng. Hắn mang theo Hoa Ánh Hạm đi tới nơi kiểm tra, cười nói, không ngại ta tới trước chứ. Không ngại, không ngại, thứ nhất trên thiên kiêu bảng giới trước, làm sao cũng có chút đặc quyền à. Sư muội, xin mời, Vũ Côn Lôn cười nói. Hoa Ánh Hạm gật gù, từ trên giá binh khí lấy ra một thanh kiếm, ngưng thần tĩnh khí, mắt hạnh phát quang, hiển nhiên là muốn phát đại chiêu. Nguyên bản lấy tu vi thần thai cảnh của nàng, tùy ý chém một chiêu kiếm là được, nhất định có thể tiến vào vòng 2, nhưng nàng hiển nhiên chịu kích thích, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Mấy hơi thở sau, nàng đột nhiên phi thân tới, đánh ra một kiếm, oanh, phía sau nàng có vô số đạo kim quang lóng lánh, để rất nhiều người đều không tự chủ được nghiêng đầu đi. Oanh! Nàng chém tới một kiếm, ký tự hàng thứ 5 lập tức phát sáng. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, thần thai 13 tinh. Ê! Mọi người kinh ngạc thốt lên, khóa này lại ra hắc mã, sức chiến đấu của thần thai 13 tinh, thậm chí có thể chen vào 10 vị trí đầu. Hoa Ánh Hạm cười ngạo nghễ, nàng không phục Chư Toàn Nhi, cái gì Bắc vực đệ nhất mỹ nhân, thiên tài số 1, lần này nàng chính là đến kéo đối phương xuống. Qua ải, mời tới đăng ký. Người phụ trách báo danh vội vàng nói. Vũ Côn Lôn nở nụ cười nói, không ngại ta cũng thử một chút chứ. Không thành vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Nghe nói người số 1 trên thiên kiêu bảng nói muốn kiểm tra sức chiến đấu, tất cả mọi người trở nên hưng phấn, đã từng là người số 1 sẽ có sức chiến đấu ra sao. Năm ngoái liền suy đoán sức chiến đấu của hắn đạt đến 17 tinh, hiện tại sẽ là 18 tinh, thậm chí 19 tinh không. Vũ Côn Lôn đánh ra, một chiêu kiếm, ký tự hàng thứ 5 lục tục thắp sáng, cuối cùng có 18 cái sáng lên, thần thai 18 tinh. Đây là sức chiến đấu mạnh nhất hiện nay, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, chênh lệch một tinh có thể quyết định thắng thua, sức chiến đấu 18 tinh châu bò cỡ nào. Không hổ là người số 1 trên thiên kiêu bảng lần trước, cường đại. Vũ Côn Lôn muốn chính là hiệu quả này, tuy hắn xuống bảng, nhưng không bỏ xuống được vinh quang như vậy, làm sao cũng phải soạt chút dư âm. Sau một phen ầm ĩ, kiểm tra tiếp tục, lúc này không còn ra yêu nghiệt gì, tuyệt đại bộ phận người là kiểm tra xong liền bị đào thải, dù sao chỉ có thể lấy 200 người đứng đầu. Rốt cục đến phiên bọn người Cố Phong Hoa, từng cái tiến lên kiểm tra, kết quả đều là tin tức tốt, chí ít hiện tại đều còn ở lại trước 200. Thảm nhất chính là Cố Phong Hoa, trong 3 lần kiểm tra, thành tích 2 lần trước đều không thể đi vào trước 200, lần cuối cùng mới đại bạo phát, nhưng không biết dính ở trên đó bao lâu. Chỉ 200 người, cuối cùng còn phải đào thải 56 người. Khi kiểm tra, tổng cộng có thể công kích 3 lần, lấy thành tích tốt nhất, miễn cho bởi vì căng thẳng mà phát huy thất thường. Ta tới trước đi. Chu Vô Cửu nói, nhanh chân đi tới trước tấm bia đá, lấy ra một thanh trường kiếm, triển khai tứ quý kiếm pháp. Khi kiếm pháp vận chuyển tới cực hạn, hắn gọt ra một chiêu kiếm. Chi! Trên bia đá có tia lửa chói mắt lấp lóe, ký tự hàng thứ 4 lục tục phát sáng. Linh Hải 15 tinh, qua ải, đến đăng ký đi. Chu Vô Cửu lộ ra kinh hỉ, ai có thể nghĩ tới, hơn một năm trước hắn chỉ là một tên đệ tử không đáng chú ý của Hổ Dương Học Viện, nhưng hiện tại lại có thể xuất hiện ở trên sân khấu của Bắc Vực Thiên Kiêu Chiến. Hơn nữa, chỉ cần hắn thắng một trận liền có thể trở thành thiên tài trên thiên kiêu bảng. Tất cả những thứ này đều bởi vì nam nhân kia, thiếu niên kia so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi. Chu Vô Cửu không khỏi liếc mắt nhìn Lăng Hàn, cúi mình vái chào, trong lòng tràn ngập cảm kích, hắn âm thầm thề, phải dùng một đời báo đáp Lăng Hàn. T. Điêu Văn Đức bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hắn cũng là linh hải tầng 9, nhưng sức chiến đấu chỉ 14 tinh mà thôi. Tàn Dạ là thứ hai. Cái gì, tàn phế cũng đến. Đây là thiên kiêu bảng, không phải thiên tàn bảng. Ha 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 ha. Có người cay nghiệt lập tức cười to, nhưng Tàn Dạ không tức giận chút nào, chỉ mang tới một thanh trường đao, soạt, chém ra một đao, ong ong ong. Ký tự hàng thứ 4 lập tức sáng lên. Linh Hải 15 tinh. Thành tích của hắn giống Chu Vô Cửu, nhưng cân nhắc đến thiên vận thạch trong cơ thể hắn vẫn chưa phát huy hiệu quả. Bởi vậy, dù hắn chỉ hơn Chu Vô Cửu một cảnh giới nhỏ, nhưng thiên phú lại cao hơn Chu Vô Cửu rất nhiều. Qua ải, Tàn Dạ đồng dạng nhìn Lăng Hàn cúi mình, lúc này mới đi tới điền tư liệu. Người lúc trước chào phúng Tàn Dạ lập tức thất thanh, sắc mặt trở nên khó coi, có thể tiến vào vòng 2 đều không phải nhân vật tầm thường, nếu như tiến thêm một bước, vậy tương lai tất thành sinh hoa cảnh. Đắc tội một sinh hoa cảnh sẽ ra sao? Mấy người kia đã thầm nghĩ chút nữa xin lỗi Tàn Dạ, làm sao cũng không thể để một sinh hoa cảnh tương lai ghi nhớ a, mà sắc mặt của Điêu Văn Đức thì bắt đầu xám ngắt. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 435, sức chiến đấu của Hồ Nữu. Ở đây, biểu hiện đột xuất có thể thu được hoan hô và mỹ nhân yêu ái. Một khi Tàn Dạ, Chu Vô Cửu đi ra, lập tức có rất nhiều mỹ nữ đưa lên thu ba, ngay cả danh môn khuê tú. Tuyệt sắc mỹ nhân như Giang Nhạc Huyên,
Địch Thính Lan cũng không ngoại lệ, chỉ là các nàng biểu hiện muốn hàm xúc hơn nhiều lắm. Nhân vật trên Thiên Kiêu bảng tất vào sinh hoa, ai không muốn gả cho anh hùng như vậy? Thế, lực nào không muốn mời chào cường giả tương lai như vậy? Sinh hoa cảnh, ở Bắc Vực là cường giả tuyệt đối. Ta tới. Lưu Vũ Đồng nhìn Lăng Hàn nói. Lăng Hàn gật gù, ngày hôm nay chỉ là báo danh, bởi vậy Quảng Nguyên và Lý Tư Thiền không tới, nhưng ngày mai thi đấu chính thức, bọn họ tự nhiên sẽ đến trợ uy. Lưu Vũ Đồng ra trận, toàn thân áo trắng, thanh lệ như tiên, nhất thời để bốn phía nhìn nhập thần. Mỹ nữ không hiếm thấy, nhưng mỹ nữ thiên phú võ đạo cao lại hiếm thấy, mỗi một cái đều là tài nguyên khan hiếm, vì lẽ đó trước kia Hoa Ánh Hạm mới gây ra náo động lớn như vậy. Lưu Vũ Đồng cũng dùng tứ quý kiếm pháp, chờ vận chuyển tới mạnh nhất, nàng chém về bia đá kiểm tra, linh hải 20 tinh. Lập tức, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, trước đó có một yêu nghiệt linh hải 20 tinh, nhưng hiện tại lại chạy ra người thứ hai. Đây chính là sức chiến đấu vượt qua 11 tinh A, quá kinh người. Hơn nữa, cô gái này còn mỹ lệ đến như vậy. Có rất nhiều cao thủ trên bảng cũng ở xung quanh quan sát, trong mắt không khỏi sinh dị thải, nếu như có thể cưới nữ tử như vậy, vậy thì thật là lương phối. Những thiên tài như bọn họ là nhất định bước vào sinh hoa cảnh, nắm giữ tuổi thọ dài đến 300 năm, nhưng bên người không có ai bầu bạn, đây là tiếc nuối thế nào. Nhưng nếu có đạo lữ bầu bạn liền không giống, đồng sinh cộng tử, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Bởi vậy, mỹ nữ như Lưu Vũ Đồng, Hoa Ánh Hạm, Trì Hoa Lan, Lâm Hương Cần đều là trọng điểm, vượt xa đám người Giang Nhạc Huyên, tuy dung mạo các nàng hầu như bất phân cao thấp. Lưu Vũ Đồng vén áo thi lễ với Lăng Hàn, sau đó đi điền tư liệu, điều này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Làm sao trước sau sau ba người đều hành lễ với Lăng Hàn, tên này là người nào? Phải biết, ba người kia đều có tư cách lên bảng A. Da mặt của Điêu Văn Đức co giật, nếu không phải vẫn chưa báo danh, hắn thật muốn che mặt bỏ chạy. Đến phiên nữ, hồ nữ từ trên người Lăng Hàn nhảy xuống, đùng đùng đùng, chạy ra ngoài. Phốc, chí ít một nửa người bật cười, đùa gì thế, một tiểu cô nương 5-6 tuổi cũng tới tham gia trò vui. Bởi vì chỉ có một ngày báo danh, nên Linh Bảo Các cũng có yêu cầu với người ghi danh là chí ít đạt đến linh hải cảnh. Không đến linh hải cảnh ngươi tới làm chi? Nhưng một tiểu cô nương 5-6 tuổi, đừng nói linh hải cảnh, ngay cả linh căn cũng chưa thức tỉnh, cái này không phải khôi hài sao? Tiểu cô nương, nơi này không phải địa phương ngươi tới chơi, nhanh trở lại đi. Một người phụ trách báo danh cười nói, đây là nể mặt Lăng Hàn, hắn mới ôn tồn hòa khí như vậy. Dù sao trước sau có ba chuẩn cao thủ trên bảng hành lễ với Lăng Hàn nha. Hồ Nữ rất bất mãn, chống nạnh nói, tại sao không cho Nữ chơi? Nơi này thật không phải chỗ ngươi chơi đùa. Người kia chảy mồ hôi lạnh, tiểu cô nương như vậy rất giỏi quấy rối, chỉ nói là không được đâu. Bốn phía, mọi người cười đến không ngậm miệng lại được, dáng dấp của Hồ Nữ như ngọc, tiểu cô nương như vậy nhìn liền thư thái, hơn nữa biểu hiện ngây thơ, để mọi người vui vẻ không thôi. Không cho cười, Hồ Nữ không vui, nàng lại không phải đến chọc cười. Oành, nàng đập tới bia đá kiểm tra một cái, ong ong ong. Ký tự hàng thứ tư lập tức phát sáng, 20 tinh, trong nháy mắt, toàn trường yên lặng như tờ. Ta sát, sức chiến đấu linh hải 20 tinh, tiểu cô nương 5-6 tuổi. Tất cả mọi người đều vuốt mặt, miễn cho cằm rơi xuống. Điều này có thể sao? Khả năng sao? Khả năng sao? Nữ nữ, còn có thể thử lại hai lần. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh, cười nói. Hi hi. Hồ Nữ nở nụ cười, hóa quyền thành chảo, quất tới bia đá kiểm tra. Ù. Lúc này ký tự hàng thứ tư không sáng, nhưng hàng thứ năm sáng, một, hai, chỉ có hai cái mà thôi. Phốc, phốc, phốc. Nhưng người xung quanh đều phun ra ngoài, ký tự hàng thứ năm lóe sáng đại biểu cái. Gì? Sức chiến đấu của thần thai cảnh, tiểu nha đầu tùy ý chảo một cái, lại có sức chiến đấu của thần thai nhị tinh. Ta má ơi, đây là quái thai từ đâu chạy tới? Qua ải, mời đi theo điền tư liệu. Người phụ trách báo danh run giọng nói, tổng cộng 8 người, nhưng hiện tại chỉ có hắn còn duy trì tỉnh táo nói chuyện, 7 người kia đã sớm hóa thành tượng đá. Nhưng Hồ Nữ vẫn chưa chơi đủ, nàng dùng một quyền một chảo lại chưa đập nát bia đá.
Hồ Nữu tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cắn. Nàng nhào lại, mở miệng nhỏ gặm lấy bia đá. Ta sát. Thấy cảnh này, hết thảy mọi người còn đang khiếp sợ cũng không biết nên là vẻ mặt gì mới tốt. Sức chiến đấu của tiểu nha đầu này đã rất nghịch thiên. Ngươi lại dùng miệng gặm thạch đầu, sau này chiến đấu với kẻ địch, sẽ không phải cũng muốn cắn người như thế chứ. Vù, theo Hồ Nữu cắn xuống, ký tự hàng thứ 5 sáng lên, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trong nháy mắt 20 ký tự toàn bộ phát sáng, sau đó lại đồng thời ảm đạm, ký tự hàng thứ 6 bắt đầu phát sáng. Ta trời à! Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy heo bay ở trên trời, thế giới này nhất định sẽ đổ nát, làm sao có khả năng xuất hiện sự tình thái quá như vậy? Ha ha, ta nhất định là hoa mắt. Nhưng ký tự hàng thứ 6 còn đang phát sáng, 5, 10, 15. Toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, châm rơi cũng có thể nghe, mỗi người đều mở to mắt. Nhìn bia đá kiểm tra, cùng với Hổ Nữu dùng tư thế buồn cười nằm bò ở phía trên, nhưng không có một người cười được. 18, 19, 20. Rốt cục, bia đá kiểm tra đã không còn biến hóa, hình ảnh ngắt quãng ở hàng thứ 6. Sinh hoa, 20 tinh. Khóe miệng của tất cả mọi người đều co giật nếu như bị tiểu nha đầu này cắn một cái. Vậy ngay cả phòng ngự của sinh hoa cảnh cũng vô dụng. Mặc dù nói lực sát thương to lớn nhất không có nghĩa là sức chiến đấu chân chính, ngươi chưa hẳn cắn được người, nhưng vạn nhất bị cắn trúng, vậy thì ngay cả sinh hoa cảnh cũng phải khóc à. Quái vật, cái này không phải quái thai, mà là quái vật. Vũ Côn Lôn, im lặng. Ngạo Tinh Lai, im lặng. Chư Toàn Nhi, im lặng. Hoa Ánh Hạm, im lặng. Bất kể là cao thủ trên bảng hay chuẩn cao thủ, giờ khắc này đều rơi vào trạng thái vô ngữ, mà mấy lão quái vật tọa trấn ở chỗ này thì da mặt co giật, cảm giác đau bi nhàn nhạt. Lực sát thương của Hồ Nữu để bọn họ kiêng kỵ à? Chỉ có Lăng Hàn cười thầm. Miệng của Hồ Nữu là ngay cả bình phong do yêu thú vương giả sinh hoa tầng 9 bày xuống cũng có thể cắn xuyên, đó là cái răng gì? Xong, Hồ Nữu quay đầu lại nhìn Lăng Hàn cười duyên. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 436, giá trị sức chiến đấu của Lăng Hàn. Mời đi theo, lại đây điền tư liệu. Người phụ trách báo danh run giọng nói, nói chuyện cũng không gọn gàng, như cắn phải đầu lưỡi. Hồ Nữu lắc đầu nói, Nữu phải đợi Lăng Hàn. Nhân viên công tác này nhìn về phía Lăng Hàn, mang theo ý hỏi. Lăng Hàn đi ra, cười nói, vậy ta cũng chơi một hồi. Nhiều người đều chơi, hắn cũng muốn xem sức chiến đấu của mình đạt đến thần thai mấy tinh. Lăng Hàn lấy ra một thanh trường kiếm, tiện tay vung một cái, bay xuống bảy tử kim văn côn, vù, một con bạch xà xuất hiện, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn. Trận pháp sư, thiên kiêu chiến khóa này so với lần trước khẳng định còn muốn yêu nghiệt, quái vật gì cũng đi ra. Đúng, thiên kiêu chiến lần trước được khen là một lần óng ánh nhất từ trước tới nay, hiện ra hơn 20 tân tú vô cùng mạnh mẽ. Khóa này tuy không nhiều như thế, nhưng luận chất lượng, luận trình độ yêu nghiệt lại vượt xa. Mọi người hơi phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là có một tiểu nha đầu cắn ra sức chiến đấu của sinh hoa 20 tinh, tiếp theo lại xuất hiện một trận pháp sư, thực sự là thành nơi yêu nghiệt. Cái gì, Lăng Hàn lại còn là trận pháp sư? Đám người Cố Phong Hoa hoàn thành kiểm tra cốt linh, cũng chạy tới xem tình huống của Lăng Hàn, kết quả liền nhìn thấy màn này. Võ đạo, đan đạo, trận đạo, mọi thứ tinh thông, trên đời có người hoàn mỹ như vậy sao? Lâm Hương Cần lộ ra vẻ mê trai, hai tay nâng ở trước ngực nói, người đàn ông này, bổn cô nương muốn định. Lăng Hàn đối mặt bia đá kiểm tra, huyền diệu tam thiên đã chuẩn bị xong, xuất kiếm, xèo xèo xèo. Chín đạo kiếm khí phun trào, lại thêm bản thể của kiếm, tổng cộng diễn hóa ra 1000 ánh kiếm, phô thiên cái địa, gọt về bia đá kiểm tra. Ký tự hàng thứ 5 lập tức sáng lên, mới đầu 8 cái, sau đó chậm rãi tăng cường, cho đến 11 cái mới ngừng lại. Sức chiến đấu của thần thai 11 tinh. T. Mọi người lại bắt đầu há mồm, bởi vì Lăng Hàn mới chỉ là linh hải tầng 9. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh hải tầng 9 có thể đánh ra sức chiến đấu của thần thai 11 tinh, đây rốt cuộc vượt qua bao nhiêu tinh.
Mặc dù nói, Hồ Nữu cắn ra sức chiến đấu của Sinh Hoa 20 tinh, nhưng cắn chung quy không thể làm thủ đoạn chiến đấu chính quy à. Nhưng Lăng Hàn lắc đầu, chỉ luận lực phá hoại, vạn pháp quy nhất vượt xa huyền diệu tam thiên, nó dung hợp ngàn vạn ánh kiếm làm một thể, lực sát thương vượt qua gấp trăm lần thậm chí ngàn lần. Bởi vì một quyền của ngươi đánh ra sức mạnh 10 cân, đánh tới 1.000 quyền cũng đánh không chết người ta. Nhưng nếu có thể đánh ra một quyền sức mạnh 10.000 cân, vậy thì như thế nào? Đáng tiếc, hắn vẫn không có ngưng ra kiếm mang, không cách nào vận chuyển vạn pháp quy nhất, miễn cưỡng dùng chỉ tương đương với mười mấy kiếm dung hợp, còn không sánh được huyền diệu tam thiên. Qua ải. Nhân viên nói chuyện lại không lưu loát. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, ta thử một lần nữa. Hắn quang kiếm, thu hồi tiểu thiên nguyên linh xà trận, đi tới. Trước tấm bia đá, đè tay trái xuống, không có ai nhìn thấy. Trong lòng bàn tay của hắn có từng đạo ma văn màu đen sáng lên. Đây chính là luyện hóa ma khí mà đến, thuộc về Tu La Ma Đế, người ta là cường giả thần cấp. Lăng Hàn chỉ biết lực sát thương của ma văn rất lớn, nhưng cụ thể đạt tới trình độ nào, hắn lại không có khái niệm. Vừa vặn tới khảo nghiệm A, hắn xoa bóp tới, vù, ký tự hàng thứ 7 lập tức sáng lên. 10, 15, 20. Hết. Bia đá kiểm tra này tổng cộng chỉ có 7 hàng, 3 hàng cuối cùng đã mất, dù sao trải qua mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm mài mòn, nên không còn hoàn chỉnh. 7 hàng là khái niệm gì? Sức chiến đấu của Linh Anh cảnh, Linh Anh 20 tinh, ạch. Tất cả mọi người hóa đá, một dùng miệng cắn ra sức chiến đấu của Sinh Hoa 20 tinh đã khiến người ta chấn kinh đến tê cả da đầu. Dưới chân rét run, nhưng Lăng Hàn tiện tay nhấn một cái, liền đánh ra sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh, chuyện này là sao nữa? Bia đá kiểm tra phạm sai lầm sao? Lăng Hàn thu tay về, không khỏi lắc đầu, có chút tiếc nuối, vẫn không có chắc ra lực sát thương chân chính của ma văn. Cũng đúng, cái này đã từng thuộc về cường giả thần cấp, lực phá hoại lớn nhất dưới bầu trời này a. Sau này đánh với Tu La Ma Đế, nhất định không thể để cho đối phương vỗ chúng, bằng không liền thảm. Có điều, cái này hẳn là không vượt qua cực hạn của linh khí cấp 10, bởi vì ma sinh kiếm rõ ràng có thể chịu đựng ma văn chi uy. Có thể cực hạn là thiên nhân cảnh hoặc hóa thần cảnh đi. Lăng Hàn thầm nghĩ như thế. Các hạ, xin mời đăng. Đăng ký, nhân viên đã hoàn toàn hỏng mất rồi. Ồ, Lăng Hàn cười cợt nói. Vừa nãy ta là dùng linh khí, nên không cần để ý. Hơn nữa, ta cũng không có dự định tham gia thiên kiêu chiến. Chỉ là bồi tiểu nha đầu này tới đây mà thôi, miễn cho nàng gây ầm ĩ. Hóa ra là linh, khí chi uy. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không nói có phải thật hay không, bọn họ đều đồng ý tin tưởng như thế. Bằng không một thiếu niên linh hải tầng 9 lại nắm giữ sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh, ai có thể tiếp nhận? Chỉ là, ngươi không tham gia thì không tham gia, tại sao lại đến dọa người? Có mấy người đột nhiên hồi tưởng lại, tuy sức chiến đấu của Linh Anh 20 tinh khẳng định là sai. Nhưng trước đó Lăng Hàn đánh ra sức chiến đấu của thần thai 11 tinh, lấy tu vi của Linh Hải tầng 9 mà nói, thiên phú như vậy quả thực nghịch thiên. Chỉ cần hắn vừa vào thần thai, còn có thần thai cảnh nào là đối thủ của hắn? Ngay cả Vũ Côn Lôn cũng phải bái phục chịu thua à? Nghe người bốn phía xì xào bàn tán, sắc mặt của Vũ Côn Lôn có chút khó coi. Còn Điêu Văn Đức đã run lẩy bẩy, hoàn toàn tắt tiếng, chỉ muốn đào một cái hố chôn mình. Lăng Hàn đi tới ôm lấy Hồ Nữu, điền tư liệu cho tiểu nha đầu. Họ tên, Hồ Nữu, tuổi tác, đại khái 6 tuổi, nơi sinh, không rõ lắm. Nhìn những tài liệu này, da mặt đám nhân viên đều co giật, ngươi là nhặt được sao, tại sao bất luận họ tên, tuổi tác hay nơi sinh đều cổ quái như vậy? Nữu chính là nhặt được, Lăng Hàn nhặt được. Hồ Nữu cười hì hì nói, nằm nhoài trong lồng ngực của Lăng Hàn, không có tim không có phổi. Bị nhặt được cũng vui vẻ như vậy sao, thực phục rồi. Chỉ là tất cả mọi người hâm mộ nhìn Lăng Hàn, yêu nghiệt như vậy bọn họ cũng muốn nhặt về nuôi ha. Sau đó, tự nhiên là chắc cốt linh, để ngừa có người dịch dung, nhìn như trẻ tuổi, nhưng đã quá 30, để bảo đảm tính công bằng. Hồ Nữu đương nhiên thuận lợi thông qua kiểm tra cốt linh, kỳ thực nhìn dáng dấp của nàng căn bản không cần kiểm tra, dịch dung như thế nào đi nữa cũng không thể dịch dung thành dáng dấp kia đi. Hiện tại, chỉ chờ đợi ngày hôm nay kết thúc,
thống kê 144 người có chiến lực mạnh nhất, ngày mai cùng nhân vật trên thiên kiêu bảng tạo, thành đội hình 200 người, tiến hành đào thải chiến. Đối với người mới mà nói, thắng lợi chỉ cách một bước, chỉ cần ngày mai có thể thắng, liền thuận lợi bước vào thiên kiêu bảng, chí ít có thể nghỉ ngơi 3 năm. Mà leo lên thiên kiêu bảng còn có một ý nghĩa khác, chính là xưa nay chưa từng xuất hiện thiên tài leo lên thiên kiêu bảng nhưng không tiến vào sinh hoa cảnh. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 437, Đào Thải Chiến. Bước vào sinh hoa, vượt qua phàm thai, đây là giấc mơ của mỗi một võ giả, chỉ là thế gian này có thể bước vào sinh hoa lại có mấy người. Mặc dù nói leo lên thiên kiêu bảng tất không ngoại lệ, nhưng danh sách này mỗi 3 năm mới có thể có 100 người leo lên, trong này lại có rất nhiều lặp lại. Buổi tối, đám người Cố Phong Hoa, Trì Hoa Lan, Lâm Hương Cần dồn dập lại đây, mọi người thuận lợi thăng cấp vào vòng 2, tự nhiên là sự tình thật đáng mừng, đương nhiên phải ăn mừng một phen. Mà nói đến biểu hiện của Lăng Hàn và Hồ Nữu ở ban ngày thì bọn họ đều hút vào một ngụm khí lạnh. Quá mạnh, sau này giao thủ với Hồ Nữu, tuyệt đối không thể bị nàng cắn. Cố Phong Hoa âu sầu nói, ừm, tất cả mọi người gật đầu, tiểu nha đầu hung tàn xem như là triệt để thâm nhập lòng người. Nữu mới không muốn cắn các ngươi đâu, thôi. Hồ Nữu đang ăn rất vui vẻ, nhưng miệng có thể nói cực kỳ rõ ràng, không thể không khiến người ta khâm phục. Lăng đại sư, lúc nào ngươi thành trận pháp sư? Lâm Hương Cần dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Lăng Hàn, để Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền không tự chủ được căm ghét nàng. Đúng đấy, ngươi còn có để cho người sống hay không? Đan sư, còn là trận sư, thiên phú võ đạo cũng cao đến đáng sợ. Cố Phong Hoa tràn đầy đồng cảm, thở dài nói. So sánh với ngươi, danh hiệu biến thái của ta sắp không gánh nổi. Được rồi, danh hiệu của ngươi ta không thèm cướp, có thể yên tâm. Lăng Hàn cười nói. Mọi người ăn món ăn trồng trong hắc tháp, đều ăn như hùng như sói. Ngay cả Trì Hoa Lan và Lâm Hương Cần có danh xưng tiên tử cũng không ngoại lệ. Hơn nữa cướp cực kỳ hung ác, khiến người ta trố mắt. Nghỉ ngơi một ngày, đào thải chiến rốt cục bắt đầu. Mọi người rút thăm, dựa theo nguyên tắc nhân vật trên bảng không gặp nhau, cộng đồng hình thành 100 trận chiến. Chia làm 10 tổ đồng thời tiến hành, mỗi trận chiến lấy 1 giờ làm hạn định, nếu không phân ra thắng bại, thì chờ 10 tổ thi đấu hoàn thành toàn bộ mới tiến hành đấu lại. Đây là đào thải chiến, đương nhiên sẽ không có hòa. 3 người Lăng Hàn, Lý Tư Thiền, Quảng Nguyên đều ngồi ở trên khán đài, vì thế bọn họ đều phải trả 1 nguyên tinh. Đây thực sự là quá mắc. Cường giả linh hải cảnh phải tốn 1 tháng mới có thể luyện chế A. Nhưng dù vậy, đại đấu thú chàng vẫn ngồi kín người. Chỉ ở vé vào cửa, Linh Bảo Các liền ngày thu 20 vạn nguyên tinh, năng lực mò tiền này thật khiến người ta thán phục. Ai bảo bảng danh sách này là do bọn họ làm, cũng chỉ có thế lực trung lập và thực lực mạnh mẽ như Linh Bảo Các mới có thể để kết quả được hết thảy võ giả Bắc Vực tán đồng. Nếu không tông môn nào tổ chức đều sẽ khiến người ta nghi vấn có thể thiên vị người mình hay không. Lưu Vũ Đồng, Tàn Dạ cùng Chu Vô Cửu đều rút được thăm tốt, thành công tách ra nhân vật trên bảng lần trước, cũng tách ra mấy cường giả trong người mới, có điều Hổ Nữu lại rút chúng Ngạo Tinh Lai. Nguyên xếp thứ 78 trên thiên kiêu bảng, bây giờ đã bước vào thần thai cảnh, sức chiến đấu chí ít 5 tinh. Theo lý thuyết, người mới gặp phải cường giả trên bảng nhất định phải tự than thở xui xẻo. 3 năm trước người ta đã có thể lên bảng, 3 năm sau tài nghệ khẳng định càng thêm tinh tiến. Nhưng hiện tại, mọi người lại tràn ngập đồng tình với Ngạo Tinh Lai. Nhân vật trên bảng lần trước này xem ra phải mang theo 2 chữ lần trước rồi, Hồ Nữu yêu nghiệt bây giờ còn có người nào không biết. Uy lực một quyền là linh hải 20 tinh, uy lực một chảo là thần thai nhị tinh, cắn một cái đạt đến sinh hoa 20 tinh. Hoàn toàn là tiểu quái vật. Ngạo Tinh Lai xác thực rất mạnh, hơn nữa còn đứng đầu trong Ngạo Gia Thất Tử, nhưng hiện tại là ai cũng không coi trọng hắn. Cuộc chiến của hắn và Hồ Nữu ở tổ thứ 7 tới buổi chiều mới bắt đầu, nhưng sắc mặt của Ngạo Tinh Lai vẫn không dễ nhìn. Cao thủ trên bảng bị người mới oanh xuống cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng cực nhỏ, nếu như trình diễn ở trên người hắn, vậy thì thật quá mất mặt. Xin mời chọn binh khí. Người chủ trì tuyên bố.
Tổ chiến đấu thứ nhất lập tức bắt đầu, 20 người dồn dập tuyển binh khí, ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức bắt đầu chiến đấu. Tàn Dạ ở tổ thứ nhất, đối thủ của hắn là hảo thủ dùng thương, tương tự là linh hải tầng 9, sức chiến đấu cao tới 15 tinh, tương đương với Tàn Dạ. Nhưng kiểm tra sức chiến đấu chỉ là thể hiện lực phá hoại lớn nhất, chứ không phải sức chiến đấu chân chính, thực lực của võ giả là cần thông qua thực chiến đến thể hiện. Hai người lập tức ác chiến, Tàn Dạ không chút lưu tình, 7 đạo đao khí ngang dọc, một đao tiếp theo một đao, lấy tư thế bá đạo chém liên tục. Một hơi nổ ra 81 đao, người kia ngay cả thương cũng không cầm nổi, hổ khẩu nổ tung, không thể không chịu thua. Lăng Hàn gật đầu, Tàn Dạ cũng tìm được con đường võ đạo của mình, nắm giữ phong cách mãnh liệt, vậy thì dũng cảm tiến tới, dù chết không sờn. Hoặc là đao của hắn chém xuống đối phương, hoặc là đổ nát chính mình, không có loại khả năng thứ ba, có thể coi là bá đao. Sau một tiếng, tổ chiến đấu thứ nhất toàn bộ kết thúc, không có ngoài ý muốn, tất cả cao thủ trên bảng đều thu được thắng lợi. Vòng thứ hai bắt đầu, trong tổ này có mấy tuyển thủ chói mắt, Lỗ Dương, xếp hạng thứ 9 trên thiên, kiêu bảng, đồng thời cũng là người cao nhất hiện tại, 8 vị trí đầu đều đến tuổi mà tự động knock out. Khuất Tu Trúc, nắm giữ sức chiến đấu cao tới linh hải 20 tinh. Hoa Ánh Hạm, sư muội của Vũ Côn Lôn, tu vi thần thai cảnh. Lăng Hàn chủ yếu xem Lỗ Dương, hắn là cao đồ của Thú Hoàng Tông, có thú sủng Hàn Xương Vân Báo, vì tính đặc thù của tông môn này, nên cho phép hắn mang thú sủng xuất chiến, giống như Thiên Thi Tông, không còn thi binh, sức chiến đấu ít nhất phải sụt giá 9 phần. Nhưng đối thủ của Lỗ Dương thực sự quá yếu, chỉ là linh hải tầng 9, bởi vậy Lỗ Dương chỉ tiện tay liền thu được thắng lợi, căn bản không có sử dụng thú sủng. Thần thai tầng 6, Lăng Hàn thấp giọng nói, này có khả năng là người có cảnh giới cao nhất trên thiên kiêu chiến lần này. Khuất Tu Trúc, Hoa Ánh Hạm cũng thuận lợi thắng, lấy thân phận mới người leo lên thiên kiêu bảng. Chiến đấu tiếp tục, rốt cục có ngoài ý muốn tuôn ra, La Đạt xếp hạng thứ 42 trên thiên kiêu bảng lại thua một người mới thần bí. Người kia ở kiểm tra chỉ biểu hiện ra thực lực thần thai một tinh, nhưng lại dễ dàng oanh bại La Đạt. Giấu giếm thực lực à? Xác thực, người kia vốn là thần thai cảnh, chỉ cần biểu hiện ra sức chiến đấu một tinh liền đủ để tiến vào vòng 2. Vừa nãy hắn ra tay thong dong như vậy, hiển nhiên cũng không phải thực lực chân chính. Này có khả năng là một hắc mã, có thể xung kích 10 vị trí đầu. Người này gọi Dương Quân Hạo, tư liệu rất ít ỏi, chỉ biết hắn 23 tuổi, cốt linh cũng chứng thực điểm ấy. Nhưng ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, lại kinh ngạc, bởi vì tên này rõ ràng là thần thai tầng 9. Ở Bắc Vực, tuổi như vậy, cảnh giới như vậy, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Vòng thứ 3, vòng thứ 4 đi qua, đến vòng thứ 5, Chu Vô Cửu xuất chiến, sau một tiếng khổ chiến, rốt cục chiến thắng đối thủ, trở thành một thành viên trên thiên kiêu bảng, chuyện này ý nghĩa tương. Lai hắn có 100% xác suất trở thành sinh hoa cảnh, để hắn hưng phấn không thôi, này đến Vũ Quốc thì hoàn toàn xứng đáng là sức chiến đấu mạnh nhất. Vòng thứ 6, Lăng Hàn nhìn thấy Nhạc Khai Vũ, biểu ca của hắn, tên này được Quy Linh Đan nện vững chắc cơ sở. Đã bước vào thần thai cảnh, mà sức chiến đấu cũng không tầm thường, rất dễ dàng liền oanh bại một tên cao thủ trên bảng. Đây là lần thứ 2 người mới đánh bại người cũ. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 438, xếp hạng kết thúc. Vòng thứ 7, trận chiến được chú ý nhất tự nhiên là Hổ Nữu chiến Ngạo Tinh Lai. Mọi người đã gặp qua lực sát thương không giảng đạo lý của Hổ Nữu, ngay cả sinh hoa cảnh mạnh mẽ đến đâu cũng đánh không lại răng của nàng. Nhưng lực sát thương chỉ là lực sát thương, không có nghĩa là sức chiến đấu, tất cả mọi người muốn nhìn Hổ Nữu thực chiến. Nàng không thể nghi ngờ chính là kình địch của mỗi người. Cũng còn tốt, một quái vật khác là Lăng Hàn không tham gia chiến đấu, bằng không mọi người lại thêm một đối tượng kiêng kỵ. Ngạo Tinh Lai rất khó chịu, vì sao sẽ đánh trúng quái thai như Hổ Nữu, nhưng sự tình đã phát sinh, cường giả như hắn đương nhiên sẽ không lùi bước. Ở trong không thể sáng tạo có thể, đây mới là tính cách của cao thủ. Hắn lập tức vung kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị. Đối phương chỉ là một tiểu nha đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói khách sáo, bất luận nói đặc sắc cỡ nào cũng chỉ làm người ta chê cười mà thôi.
tuyệt chiêu của Nữu, vô địch phong hỏa luân. Hồ Nữu xông ra ngoài, hai tay múa xoay quanh như hai cái bánh xe, đập tới Ngạo Tinh Lai. Ngạo Tinh Lai không sợ, về mặt cảnh giới hắn hoàn toàn chiếm ưu thế, cũng ý nghĩa sức mạnh của hắn chiếm ưu thế, đây là chân lý không thể bàn cãi của võ đạo. Hắn đâm ra một chiêu kiếm, bảy đạo kiếm khí dương động, từ phương hướng khác nhau gọt về phía Hồ Nữu. Hắn tràn ngập tự tin với lực công kích của mình, chỉ cần bị hắn gọt trúng, Hồ Nữu tất bại. Có cường giả sinh hoa cảnh tọa trấn, nơi này là không thể nháo chết người. Hồ Nữu triển khai thân pháp, xoạt, liền xuất hiện ở phía sau Ngạo Tinh Lai, oành 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 oành, vô địch phong hỏa luân đột nhiên nện ở trên lưng hắn, oành 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 oành, một quyền tiếp theo một quyền. Quyền lực của nàng nắm giữ lực phá hoại của linh hải 20 tinh, đây là đáng sợ cỡ nào, lại thêm Ngạo Tinh Lai há ngờ tới tốc độ của nàng sẽ nhanh như thế. Toàn bộ sức mạnh dùng ở trên kiếm, phòng ngự sau lưng cực kỳ yếu đuối, nhất thời bị đánh đến lảo đảo, không ngừng thổ huyết. Không phải chứ? Khán giả đều nhìn trố mắt, vì sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy? Tốc độ tuyệt đối như vậy, lại thêm lực sát thương khủng bố, đây là tổ hợp hoàn mỹ à? Muốn ứng đối công kích như vậy, chỉ có sử dụng công kích phạm vi toàn phương vị, không có góc chết, để Hồ Nữu không thể tới gần, hoặc là thời điểm gần người ra chiêu tuyệt sát. Ngạo Tinh Lai gào thét, vội vã lấy nguyên lực bảo hộ sau lưng, oành 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 oành. Ý chí võ đạo kích va, hình thành từng đạo mạch văn óng ánh, hắn rốt cục ổn định. Sức chiến đấu linh hải 20 tinh chung quy chỉ là linh hải cảnh, không cách nào tạo thành thương tổn với phòng ngự thần thai cảnh của hắn. Hắn xoay người, muốn chính diện đối đầu với Hồ Nữu, nhưng tốc độ của Hồ Nữu là hắn có thể so sao. Hắn xoay người, Hồ Nữu cũng động theo, như ảnh tùy hình, ở sau người hắn thật chặt. Oành 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 oành. Ngạo Tinh Lai chỉ có phần chịu đòn, có một thân sức mạnh của thần thai cảnh nhưng không hề có đất dụng võ. Thiên Lang Chảo của Nữu. Hồ Nữu thấy quyền vô hiệu, sửa dùng tới móng vuốt. Lần này, dù lấy phòng ngự của Ngạo Tinh Lai cũng vác không được, trên lưng có từng tia máu tươi tung tóe. Được rồi, trọng tài nói, bỏ dở thi đấu. Trận chiến này vừa ra ngoài dự liệu của mọi người, rồi lại hợp tình hợp lý. Nói, ngoài ý muốn là bởi vì tình cảnh như nghiêng về một phía, Ngạo Tinh Lai tốt xấu gì cũng là tồn tại trên bảng lần trước, nhưng hầu như ngay cả lực chống đỡ cũng không có. Nhưng Hồ Nữu thể hiện ra lực sát thương cao tới sinh hoa 20 tinh, kết quả như thế tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Vòng thứ 8, Lưu Vũ Đồng thuận lợi thăng cấp. Đến đây, 4 người của Lăng Hàn toàn bộ tiến vào thiên kiêu bảng. Đây tuyệt đối là một kỳ tích. Bởi vì cho dù như Thú Hoàng Tông, Đông Nguyệt Tông, môn hạ đệ tử có thể đồng thời tiến vào thiên kiêu bảng cũng chỉ 2-3 người. Sau đó chính là sự tình 4 người này có thể đi bao xa. Lưu Vũ Đồng, Tàn Dạ, Chu Vô Cửu đại khái chỉ có thể dừng lại ở sau 50. Có điều Hồ Nữu chỉ cần phát huy bình thường, tuyệt đối có thể xung kích thứ nhất. Ngày chiến đấu thứ nhất kết thúc, ứng cử viên của thiên kiêu bảng mới cũng sinh ra. Mà lần trước lưu lại 56 người lại bị đào thải mất 7 người. Nói cách khác, thiên kiêu bảng mới lần này có hơn nửa tân tú. Ngày thứ hai, bài vị chiến bắt đầu. Tuy Lăng Hàn đến xem, nhưng không có quá mức lưu ý. Đây chỉ là hư danh, tăng cao thực lực mới là vương đạo. Chiến đấu vô cùng dày đặc, một người mỗi ngày đều phải đánh 10 tràng, đánh liên tục 10 ngày. Mỗi trận thắng bại đều quan hệ tới xếp hạng cuối cùng, bởi vậy, nếu như muốn đạt được thứ tự tốt, mỗi một trận chiến đều vô cùng trọng yếu. Lưu Vũ Đồng, Chu Vô Cửu, Tàn Dạ dù sao cũng bị cảnh giới hạn chế, gặp phải thần thai cảnh là thất bại, nhưng gặp phải linh hải cảnh thì thắng nhiều bại ít. Chỉ có Hồ Nữu hát vang tiến mạnh, nhưng ở ngày thứ 3 tiểu nha đầu gặp phải Chu Vô Cửu, lại chủ động không chiến. Cho đối phương một trận thắng, ngày thứ 5 tái ngộ Tàn Dạ, tương tự nhường, ngày thứ 7 gặp Lưu Vũ Đồng. Lại không nhường, nên nàng chỉ có 2 trận bại. Mà trên bảng danh sách, người bí ẩn Dương Quân Hạo biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, ngay cả người cũ như Lỗ Dương, Chư Toàn Nhi, Tả Vũ Đạt. Tân tinh như Hoa Ánh Hạm, Sử An Bình đều đạp ở dưới chân, hiện nay 98 thắng không bại, cao ở thứ nhất. Sau đó là đám người Lỗ Dương, Chư Toàn Nhi. Đều là 96 thắng 2 bại, một bại vào Dương Quân Hạo, một bại khác là ở trong tay Hồ Nữu. Hiển nhiên, Dương Quân Hạo đã sớm bắt được thứ nhất của thiên kiêu chiến. Vòng cuối cùng,
chính là mọi người chờ mong Dương Quân Hạo chiến Hồ Nữu, đáng tiếc chính là kết quả đã không thể ảnh hưởng xếp hạng. Sau khi khai chiến, Hồ Nữu vẫn dựa vào tốc độ thu được ưu thế áp đảo, nhưng chảo kích không cách nào đánh tan phòng ngự của Dương Quân Hạo. Nàng lại chê Dương Quân Hạo bẩn không muốn cắn, bởi vậy trước sau không cách nào chiến thắng, cuối cùng đánh thành thế hòa. Cũng bởi vậy, Dương Quân Hạo lấy 98 thắng 1 hòa thu được thứ nhất trên Thiên Kiêu bảng, thứ hai Lỗ Đạt, 97 thắng, thứ ba Hồ Nữu, 96 thắng 1 hòa, thứ tư Chư Toàn Nhi, 96 thắng, từ 5 đến 10 là Hoa Ánh Hạo, Tả Vũ Đạt, Sử An Bình, Trầm Trung Thành, Thủy Cô Thành, Quý Đức Dung. Tàn Dạ thứ 48, Lưu Vũ Đồng 52, Chu Vô Cửu 79. Mặt khác, thứ tự của Nhạc Khai Vũ rất cao, một lần xông lên 22, lấy Quy Linh Đan nện vững chắc cơ sở, quả nhiên xu thế cực mạnh. Có điều, tất cả mọi người đều cảm thấy bất bình khi Hồ Nữu ở thứ 3, người ta đánh bại tên xếp hàng thứ 2, hơn nữa trận chiến với Dương Quân Hạo. Hồ Nữu không có đem hết toàn lực, bởi vì nàng chưa dùng tới răng, bằng không bảo đảm Dương Quân Hạo cũng phải quỳ. Nhưng không đáng kể, lại qua một năm Thiên Kiêu bảng liền không phải thứ tự như thế, mà là căn cứ chiến tích thực tế đến bài danh, sẽ đem linh khí, vận may, đan dược tính vào. Lại nói, Hồ Nữu mới bao lớn, hiện tại 6 tuổi, còn có thể chiếm lấy Thiên Kiêu bảng dòng dã 24 năm. Nàng ở Linh Hải tầng 9 đã mạnh như vậy, nhập thần thai còn có ai có thể ngang hàng. Sau khi Thiên Kiêu chiến kết thúc, một tin tức quan trọng đột nhiên truyền ra, bí cảnh thập nhị thiên sắp mở ra, mà trăm người trên Thiên Kiêu bảng tự động thu được tư cách tiến vào. Ta sát! Sau khi Lăng Hàn nghe được tin tức này, lập tức chửi má nó. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 439, đại tin tức. Thập nhị thiên bí cảnh, mỗi cách trăm năm mở ra một lần, nhưng trăm năm này chỉ là đại khái, có lúc là hơn 90 năm, có lúc 100 linh mấy năm, cũng không có ngày chính xác. Đây là bí cảnh thuộc về Bắc Vực, ví dụ ở bên trong được thu hoạch, thành tựu vĩ nghiệp có thể nói là đếm không xuể, có người nói. Tứ đại tông môn mạnh nhất bây giờ đều từng ở trong bí cảnh thập nhị thiên được lợi ích cực kỳ lớn, mới có thể ở trong một đám tông môn bộc lộ tài năng, thành bốn lãnh tụ. Cụ thể là chỗ tốt gì, bốn đại thế lực đương nhiên sẽ không chịu nói, đây là bí mật lớn nhất của bọn hắn. Không giống ma thiên bí cảnh, ai cũng có thể vào, thập nhị thiên bí cảnh có điều kiện giới hạn vào nghiêm ngặt, một là nhân số, hai là tu vi cùng tuổi tác. Nó không phải nghiêm ngặt hạn định tuổi nào thì không thể đi vào, ví dụ, linh anh cảnh 100 tuổi có thể vào, nhưng sinh hoa cảnh 100 tuổi thì không được. Hóa thần cảnh 30 tuổi có thể, nhưng linh hải cảnh 30 tuổi lại không được. Dùng một câu khái quát, vậy thì là thuộc về người trẻ tuổi ở mỗi cấp độ võ đạo mới có tư cách tiến vào, điều này đại biểu bọn họ có tiềm lực to lớn. Thập nhị thiên bí cảnh cụ thể có thể tiến vào bao nhiêu người, cái này còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng, mỗi tiêu chuẩn đi vào đều nắm giữ ở trong tay tất cả đại tông môn của Bắc Vực, tông môn cường đại, được tiêu chuẩn liền nhiều, ngược lại sẽ ít. Như Linh Bảo Các thì có 100 tiêu chuẩn, nhưng người ta là thế lực làm ăn phân tán, muốn danh ngạch này có tác dụng gì, bởi vậy, Linh Bảo Các liền thoải mái lấy ra. Cho những người trên Thiên Kiêu bảng, cũng coi như truyền cho Thiên Kiêu bảng một ít phân lượng. Lần này thập nhị thiên bí cảnh mở ra hơi trễ, khoảng cách lần trước đã qua 103 năm. Lăng Hàn phiền muộn, sớm biết hắn liền đi thu một tiêu chuẩn của Thiên Kiêu bảng, như vậy liền có thể tự động thu được tư cách vào bí cảnh, nhưng hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp khác. Đan sư hiệp hội hay là Đông Nguyệt Tông, Dịch Dung Hàn Lâm về Đông Nguyệt Tông, Ngạo Gia nhất định sẽ ngăn cản, hy vọng này không lớn, vậy chỉ có đi đan sư hiệp hội. Lăng Hàn lập tức đi Bắc Đan Các, hắn tìm Lưu Quý Đồng, nhưng đối phương nói cho hắn, đan sư chuyên tâm luyện đan, một lòng tăng lên đan đạo, làm sao có thời giờ lãng phí ở trong bí cảnh gì. Bởi vậy, dù cho đan sư hiệp hội nắm giữ sức mạnh hết sức quan trọng, nhưng một tiêu chuẩn cũng không có. Nên làm sao được một tiêu chuẩn đây? Lăng Hàn về nhà, đã thấy Chư Toàn Nhi đến bái phỏng, nguyên lai một tháng kỳ hạn đã đến, chỉ là mấy ngày trước nàng bận đánh Thiên Kiêu chiến. Bởi vậy không thể lại đây, hiện tại Thiên Kiêu chiến kết thúc, nàng tự nhiên không nhịn được chạy tới.
Ánh mắt của Lăng Hàn sáng ngời nói, ngươi cho ta một tiêu chuẩn tiến vào thập nhị thiên bí cảnh, ta liền đưa xích hồng hàn băng thảo cho ngươi. Chư Toàn Nhi lộ ra vẻ khó khăn, nàng chỉ là thần thai cảnh mà thôi, còn không cách nào ảnh hưởng tông môn quyết định nhường ra một tiêu chuẩn. Mà thập nhị thiên bí cảnh rất có thể thay đổi vận mệnh một người, ai sẽ dễ dàng cắt nhường. Toàn Nhi sẽ làm hết sức, nàng nói như thế. Chư Toàn Nhi lập tức trở về Bán Nguyệt Tông, tiêu chuẩn đi thập nhị thiên bí cảnh rất trọng yếu, nàng nhất định phải tự mình trở lại thuyết phục cao tầng tông môn, nhưng nàng không có một chút chắc chắn nào. Bởi vì nếu như xích hồng hàn băng thảo có thể hoàn toàn chữa trị sư phụ nàng, vậy Bán Nguyệt Tông tự nhiên không ngại dùng một tiêu chuẩn đổi lấy một tên cường giả linh anh cảnh. Nhưng vấn đề là, xích hồng hàn băng thảo chỉ là một phụ dược mà thôi, nghĩ tới cần đến mấy linh dược thiên cấp, chuyện này thật là nói chuyện viển vông. Bán Nguyệt Tông sẽ làm loại sự tình lỗ vốn này sao? Chuyện này Lăng Hàn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hắn đang suy tính. Nói không chắc có thế lực nào đó sẽ lấy ra một hai tiêu chuẩn bán đấu giá, vậy chỉ cần hắn chuẩn bị lượng lớn nguyên tinh là được. Bọn người Lưu Vũ Đồng tự nhiên đồng ý tặng tiêu chuẩn cho Lăng Hàn, ngược lại có Hắc Tháp có thể dẫn người vào, vấn đề là bọn họ chỉ có thể từ bỏ tiêu chuẩn mà không thể chuyển nhượng. Vài ngày sau, lại có một tin tức kinh người truyền ra. Giang gia muốn chọn rể, hơn nữa gả đi là hòn ngọc quý trên tay bọn hắn, có danh xưng cực dương tam mỹ Giang Nhạc Huyên Giang đại tiểu thư. Rất truyền thống, luận võ chọn rể, đây cũng là đại sự. Ạch, nếu như chỉ luận võ chọn rể, vậy dĩ nhiên không coi là đại sự, có điều, nếu có thể ôm Giang gia mỹ nhân, có thể được một đầu cưới, chính đầu cưới này làm cho cả cực dương thành, không, toàn bộ bắc vực đều náo động. Trong thập nhị bí cảnh, chìa khóa mở ra xạ thủ cung. Chỉ cần nắm giữ chìa khóa mở ra thập nhị cung, vậy thì căn bản không cần đi lối vào của bí cảnh, đi tới phụ cận liền có thể lấy chìa khóa trực tiếp tiến vào bí cảnh. Bởi vậy, Giang gia chiêu con rể này tương đương với đưa ra một danh ngạch, lại thêm bí bảo trong xạ thủ cung. Ngươi nói tin tức này không đáng náo động toàn bộ bắc vực sao? Trong bí cảnh tháp nhị thiên, linh khí dồi dào, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài mấy chục thậm chí hơn trăm ngày. Hơn nữa, trăm năm hoàn toàn tách biệt với thế gian, lại thêm linh khí dồi dào, có thể thai nghén ra bao nhiêu linh dược. Chỉ hai điểm này liền cực kỳ hấp dẫn người, huống chi còn có chìa khóa, mở xạ thủ cung. Trong truyền thuyết, ở không biết bao nhiêu năm trước, có một người may mắn mở ra Bạch Dương cung, thu được truyền thừa trong đó. Cuối cùng thành cường giả thiên nhân cảnh, chỉ là khi đó hoàn cảnh thiên địa quá tệ, ra không được phá hư cảnh, mới để hắn dừng lại ở bước này. Nhưng hiện tại võ đạo hưng thịnh, Trung Châu cũng có vài vị phá hư cảnh tọa chấn, sau khi được xạ thủ cung truyền thừa, tất nhiên có thể bước vào phá hư cảnh. Vào phá hư, liền có hy vọng thành thần. Toàn bộ bắc vực cũng vì đó náo động, rất nhiều người thậm chí muốn cướp trắng trợn, nhưng suy nghĩ một chút. Hiện tại có bao nhiêu người muốn có được chiếc chìa khóa đó, ai ra tay thì chắc chắn sẽ thành chim đầu đàn. Tất cả mọi người đều muốn, liền biến thành cục diện tất cả mọi người không dám tùy tiện ra tay, dù sao cực dương thành còn có Bắc Đan Các, Linh Bảo Các tọa chấn, ai dám sảng bậy. Ngươi muốn cướp chìa khóa, cái này không phải tự chui vào lưới, để đám người kia vây công sao. Hơn nữa, ngay cả Bán Nguyệt Tông, Huyết Viêm Cốc cũng chưa chắc dám chính diện va chạm với Đan Sư Hiệp Hội, Linh Bảo Các. Ngược lại Giang gia muốn lấy chiếc chìa khóa ra, vậy thì đánh lôi đài đi. Có điều, luận võ chiêu thân tự nhiên là có hạn chế, Giang gia sáng tỏ nói rõ, ít nhất phải 40 tuổi trở xuống, đám lão gia gia không nên tới tham gia náo nhiệt, ngươi không thấy xấu hổ sao. Luận võ tổng cộng cử hành 3 ngày, nửa đêm 3 ngày sau, còn đứng ở trên lôi đài chính là rể hiền của Giang gia. Lăng Hàn nghe nói, tâm tự nhiên vui vẻ. Hắn vốn đang giàu dĩ nên đi đâu kiếm tiêu chuẩn, cái này không phải đặt ở trước mắt sao, hơn nữa còn tặng kèm một bảo tàng trong xạ thủ cung. Chỉ là phiền phức ở chỗ, hắn không muốn cưới Giang Nhạc Huyên chút nào a. Hắn có tâm để Tàn Dạ hoặc Chu Vô Cửu lên, nhưng thực lực của bọn họ. Ai? Hồ Nữu thì vô tư, vấn đề là, coi như nàng là nam, đây cũng quá nhỏ chứ. Các bạn đang nghe Chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Thần đạo đan tôn chương 440, tiến vào thần thai. Giang Gia Cam nguyện lấy chìa khóa mở xạ thủ cung ra, đó là bởi vì Giang Gia một đời không bằng một đời, sắp không sống được ở trong Cực Dương Thành nữa. Coi như để tộc nhân cầm chìa khóa tiến vào thập nhị thiên bí cảnh, cũng sẽ bị người ăn tươi nuốt sống, thực lực quá thấp. Bởi vậy, bọn họ quyết định bí quá hóa liều, chiêu một con rể mạnh nhất, dựa vào con rể này để Giang Gia vươn mình. Ngươi nghĩ, hiện tại thiên kiêu bảng vừa kết thúc, con rể mạnh nhất này khẳng định là người trên thiên kiêu bảng. Nguyên bản tràn ngập tiềm lực, lại thêm truyền thừa của xạ thủ cung, tương lai hầu như có thể khẳng định là phá hư cảnh. Mà nếu như nơi nào nhảy ra một thiên tài giết hết toàn bộ người trên thiên kiêu bảng, vậy thì càng tốt, nói rõ càng mạnh hơn à. Nói tóm lại, tuy Giang Gia đi một nước cờ hiểm, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng để bọn họ vươn mình. Luận võ chọn rể, ở 3 ngày sau tiến hành. Lăng Hàn thở dài, tuy bên người có 4 nhân vật trên thiên kiêu bảng, nhưng không ai có thể dùng, chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Hắn bắt đầu xung kích thần thai. Lần này luận võ, không chỉ cao thủ nam tính trên thiên kiêu bảng đều sẽ xuất chiến, ngay cả thiên tài vừa xuống bảng cũng có tư cách, 40 tuổi trở xuống, tráng niên phù hợp điều kiện có rất nhiều. Vũ Côn Lôn, Tào Thiên Giật, Bạch Hòa Thuận, những thiên tài lần trước, thậm chí giới trước nữa đều có tư cách xuất chiến. Cũng còn tốt chính là, sinh hoa cảnh quá khó vượt qua, dù thiên tài trên bảng cũng cần lắng đọng 20, 30 năm mới có thể đủ tích lũy, một lần xông lên. Tỷ như Ngạo Phong, lúc còn trẻ hắn tự nhiên cũng vào thiên kiêu bảng, nhưng đến gần đây mới đột phá sinh hoa, siêu phàm thoát tục, há lại đơn giản như vậy. Từ điểm đó mà nói, yêu hồi nguyệt xác thực châu bò, võ đạo ở Trung Châu cũng cực kỳ hưng thịnh. Đó, người nói yêu hồi nguyệt cũng không phải cường giả trẻ tuổi duy nhất của Trung Châu, có mấy tồn tại địa vị ngang hắn. Chỉ cần sinh hoa cảnh không ra, Lăng Hàn bước vào thần thai, ở cảnh giới này còn ai là đối thủ của hắn. Thậm chí hắn còn có thể thu được một lần cơ hội hắc tháp quán lực, thật muốn đối phó sinh hoa, ở trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không phải là không có tư cách. Hắn tiến vào hắc tháp, bắt đầu bế quan khổ tu. Ở bên cạnh hắn, xếp đầy các loại đan dược, sau khi trở lại Cực Dương Thành, mỗi ngày hắn đều luyện đan, một là kiếm tiền, hai là chuẩn bị xung kích thần thai. Bước đi này là ở trong linh hải dựng thông thiên thần thai, cần sức mạnh vô tận đến giúp đỡ, bởi vậy đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng lượng lớn đan dược, còn có lượng lớn nguyên tinh. Người khác đột phá thần thai khả năng cần mười mấy ngày thậm chí một tháng, nhưng Lăng Hàn chỉ định dùng một ngày để hoàn thành. Hắn ngồi xuống, thả ra áp chế, nhất thời, trong linh hải dựng lên cuồng chiều, ầm ầm ầm, chấn động không ngừng. Lăng Hàn ở linh hải cảnh đã tu đến hoàn mỹ, đan điền mở rộng đến cực hạn, linh hải cũng như thế, nguyên lực thuần túy, không có một tia tạp chất. Trong trạng thái này, cho dù hắn không chủ động vận chuyển, chỉ thả ra áp chế, trong linh hải sẽ tự động dựng thần thai, có thể thấy được hắn áp chế tàn nhẫn bao nhiêu. Oanh! Nguyên lực ngưng tụ, ngũ sắc thần quang hiện ra, hình thành một căn cơ cực kỳ thô to, vững vàng đâm vào trong linh hải, sau đó hình thành cái thứ hai, cái thứ ba, căn cơ thần thai đang nhanh chóng dựng lên. Không phải một tòa, mà là hai tòa. Trên dưới hai cái linh hải đều dựng căn cơ thần thai, ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn vang động như hoàng trung đại lữ. Đám người Lưu Vũ Đồng không ai không như nghe đạo, dồn dập ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng. Đáp thần thai, thông thiên địa, đây là một quá trình thiên nhân giao cảm, trong cơ thể có đạo âm truyền lực, có thể giúp võ giả khác ngộ đạo. Bởi vậy Lăng Hàn để bọn người Lưu Vũ Đồng ở lại trong hắc tháp, để họ dính quang của hắn. Chỉ có Hồ Nữu ngồi bất định, cầm một miếng thịt gặm, nàng là tiểu quái vật, tu luyện chỉ cần dựa vào ăn, lĩnh ngộ là cái gì, có thể ăn sao. Trong linh hải của Lăng Hàn, cuồng chiều mãnh liệt, cao tới ngàn trượng, tứ loạn cuồng đập, tựa hồ muốn đánh tan linh hải. Xung kích đại cảnh giới tự nhiên là có nguy hiểm, linh hải cuồng chiều chính là một loại, nếu như đánh tan linh hải. Nguyên lực hoàn toàn tiết ra, vậy đừng nói tiến vào thần thai, thậm chí tu vi còn rút lui về Dũng Tuyền. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây là chút lòng thành, hắn nện cảnh giới quá hoàn mỹ, linh hải vững chắc, căn bản không sợ bão táp như vậy. Ngược lại, thần thai của hắn dựng càng lúc càng nhanh. Nếu có thần thai cảnh khác có thể nhìn thấy thần thai trong thức hải của hắn,
nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt. Này cũng quá lớn rồi đó. Thần thai của Lăng Hàn hầu như chiếm cứ 1/3 linh hải. Thần thai của người khác lớn bao nhiêu, Lăng Hàn không rõ ràng, nhưng hắn biết thần thai kiếp trước của mình chỉ chiếm 1% linh hải. Có thể thấy được, đời này hắn mài giũa cảnh giới đến trình độ kinh người cỡ nào. Căn cơ thần thai từng bước dựng hình, từ đáy biển thăng lên, xâm chiếm ra mặt biển đại khái ngoài ngàn mét, mới hoàn toàn đình chỉ lại. Thần thai tầng 1. Sau này, hắn dựng 9 tầng thần thai, liền đạt đến thần thai tầng 9, sau đó thần thai tràn ra tiên hoa, liền có thể bước vào sinh hoa cảnh. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt óng ánh, mà trong mắt phải càng có cảnh tượng từng viên đại tinh từ hình thành đến chết đi. Sau đó quy về bình tĩnh, hắc tháp nhẹ chấn, thể phách của Lăng Hàn phát quang, hình thành vô số mạch văn, thiết bì thể. Lăng Hàn khiếp sợ, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh đã sớm vượt qua nham thạch thể, nhưng cách tầng thứ 3 thiết bì thể còn có một đoạn, tuyệt đối không ngờ, thời điểm đột phá thần thai. Cảnh, lại để thể phách của hắn cũng tăng lên một đoạn. Thiên vận thạch. Lăng Hàn thầm nói, cũng chỉ có thiên vận thạch mới có tác dụng như vậy. Trước luyện hóa thiên vận thạch, chỗ tốt gì hắn cũng không có được, nhưng thiên địa tinh hoa trầm tích ở trong cơ thể hắn. Đồng thời, hắc tháp quán lực cũng cải tạo thân thể, lúc đột phá đại cảnh giới sẽ hoàn toàn bạo phát ra. Hai người hợp nhất để bất diệt thiên kinh bước vào thiết bì cảnh. Hiện tại thể phách của hắn có thể so với tài liệu chú khí cùng cảnh giới, chuyện này ý nghĩa hắn có thể lấy thân thể đối cứng linh khí mà không hỏng. Mặt khác, bất diệt chân dịch cũng đạt đến 6 giọt, tăng thêm năng lực tự vệ của hắn. Không tồi, không tồi. Lăng Hàn tràn ra một nụ cười, hắn đang định dịch dung thành Hàn Lâm tham gia luận võ chọn rể, hiện tại thể phách đạt đến thiết bì cảnh. Hắn liền không cần lo lắng không có loại linh khí quyền sáo tiện tay, mà có thể dùng nắm đấm đi chọi cứng với linh khí. Hiện tại sức chiến đấu của ta đạt đến bao nhiêu tinh? Hắn lẩm bẩm nói. Trước đột phá, sức chiến đấu của hắn khoảng thần thai 11 tinh. Sau khi đột phá, coi như thần thai cảnh vượt cấp chiến đấu khó khăn một chút, nhưng thêm 5 tinh là chỉ ít à. Hơn nữa, tác dụng của thiên vận thạch phát huy, làm sao cũng có thể lại tăng 5 tinh. Thần thai 20 tinh, đó là chỉ ít. Nhưng 20 tinh là cực hạn của một cảnh giới, không có khái niệm 21 tinh, 22 tinh, vì lẽ đó thời điểm Lăng Hàn ở linh hải tầng 9, trực tiếp tăng đến thần thai 11 tinh. Mà sinh hoa cảnh siêu phàm thoát tục, tuyệt đối không phải thần thai cảnh có thể với tới, vậy thì tạo thành một hiện tượng quái lạ. Lăng Hàn tuyệt không có sức chiến đấu của sinh hoa cảnh, rồi lại vượt qua cực hạn của thần thai cảnh. Mà cái này, vẻn vẹn là sức chiến đấu của hắn ở thần thai tầng 1. Các bạn đang nghe chuyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Thần Đạo Đan Tôn chương 441, ở đâu bị đạo thương? Thực sự là buồn phiền, ta đến thần thai tầng 9, sức chiến đấu sẽ bao nhiêu tinh? Lăng Hàn gãi đầu, lấy sức chiến đấu của hắn hiện tại, có thể thuấn sát kiếp trước của mình bao nhiêu lần? 1.000 lần, 1.000.000 lần đi, Lăng Hàn không khỏi nghĩ. Lúc trước kiếm đế, thiên phượng thần nữ lại mạnh đến mức độ cỡ nào? Chỉ là sức chiến đấu vượt cấp của hắn tăng cao, nhưng vì thế trả giá là trì hoãn tốc độ tu luyện, tiến lên trước một bước, hắn cần tích lũy nguyên lực là gấp mấy chục lần người khác. Cũng còn tốt linh căn của ta là thần cấp, lại là đan sư, nếu không đánh cơ sở vững chắc như thế, đời này ta có khả năng không thể tới sinh hoa cảnh. Hắn dùng mình, chúc mừng Hàn thiếu, nhìn thấy Lăng Hàn đứng dậy, đám người Lưu Vũ Đồng dồn dập chúc mừng. Lăng Hàn gật đầu nói, các ngươi cũng phải tiếp tục cố gắng, không thể lạc hậu ta quá nhiều. Vâng. Kể cả Quảng Nguyên ở bên trong, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, nếu như không thể phân ưu giải nạn cho Lăng Hàn. Trên mặt của bọn họ cũng không nhịn được a, vì mình được nhiều chỗ tốt của Lăng Hàn như vậy. Mọi người cùng đi ra hắc tháp, thời gian vừa vặn qua một ngày, Giang gia luận võ chọn rể còn chưa bắt đầu. Qua một ngày, Chư Toàn Nhi tới chơi, chỉ là vẻ mặt thất vọng nói, Lăng đại sư, có thể thay điều kiện hay không? Hiển nhiên, tông môn từ chối lấy ra một tiêu chuẩn để đổi một cây linh dược cấp 7. Ngược lại không phải linh dược cấp 7 không đủ quý giá, mà là công dụng của xích hồng hàn băng thảo ít, ngoại trừ làm chủ dược chữa trị linh căn ra.
thì chỉ có thể làm vật liệu phụ của Phục Hổ Thiên Vận Đan. Bởi vậy loại linh dược này chỉ có ở thời điểm gặp phải người cần mới có thể thể hiện ra giá trị. Nếu như có thể tăng lên cảnh giới cho Linh Anh cảnh hoặc tăng cường cảm ngộ võ đạo, ngươi xem những lão quái vật của Bán Nguyệt Tông kia có thể tích cực hay không? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, được, đổi một tin tức. Chư Toàn Nhi kinh ngạc, một cây linh dược cấp 7, chỉ cần một tin tức liền có thể đổi. Trước đó Lăng Hàn còn tranh chấp với nàng kịch liệt như vậy, cái này không nghĩ ra à. Lẽ nào đối phương có ý với mình, vì lẽ đó dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt. Xin hỏi, Lăng Đại Sư muốn biết cái gì? Nàng hỏi, sư phụ ngươi là làm sao bị thương? Lăng Hàn hết sức tò mò, lẽ ra Bắc Vực không thể có cường giả phá hư cảnh, nhưng nếu không phải phá hư cảnh ra tay, Linh Anh cảnh làm sao sẽ chịu đạo thương? Ngược lại hắn đã hoàn toàn chắc chắn được chiếc chìa khóa của Giang gia, tự nhiên không đáng kể tiêu chuẩn tiến vào bí cảnh. Chỉ hy vọng chiếc chìa khóa đó của Giang gia không phải món đồ chơi mà Giang Dược Phong lưu lại, nếu không hắn liền bị đồ đệ của mình lừa thảm rồi. Chư Toàn Nhi không khỏi biến sắc, dù cách một tầng lụa trắng cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng biến hóa. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, sư phụ nàng phát hiện một di tích, ở trong quá trình thăm dò bị cấm chế gây thương tích. Lăng Hàn vỗ tay một cái nói, quả thế. Bắc Vực không có phá hư cảnh, làm sao có thể để một tên Linh Anh cảnh bị đạo thương, chỉ có khả năng là di tích cổ. Thấy dáng dấp của Lăng Hàn hưng phấn, Chư Toàn Nhi không vui nói, Lăng Đại Sư, xin tôn trọng thầy ta. Lăng Hàn cười hì hì, lấy ra một cây xích hồng hàn băng thảo đặt lên bàn. Cây xích hồng hàn băng thảo thứ hai sớm bị hắn thu gặt, miễn cho mọc ra trái cây thì không dùng được. Cây thứ ba mọc ra trái cây, lần thứ hai gieo trồng xuống, sau này chính là 3 biến 9, 9 biến 27, chẳng mấy chốc sẽ nhiều đến trình độ thái quá. Đôi mắt đẹp của Chư Toàn Nhi lập tức phát quang, đưa tay đi lấy. Lăng Hàn nhấc tay, làm cho đối phương bắt hụt. Lăng Đại Sư, ngươi đây là ý gì? Chư Toàn Nhi tức giận nói, tên này là, muốn nói không giữ lời sao? Lăng Hàn để xích hồng hàn băng thảo lên bàn lần nữa, nói, cái di tích kia ở đâu? Chư Toàn Nhi hơi do dự, nhưng nghĩ tới ngay cả sư phụ cũng chịu đạo thương ở trong đó. Hiển nhiên bên trong coi như có cơ duyên to lớn cũng vô duyên với thầy trò các nàng, liền nói, Nông Qua Sơn, Trầm Hương Cốc. Lăng Hàn gật đầu, giơ tay lên, xích hồng hàn băng thảo ở lại trên bàn. Chư Toàn Nhi vội vàng thu linh dược vào không gian giới chỉ, lộ ra vẻ vui mừng nói, đa tạ Lăng Đại Sư. Lăng Hàn phủi một nói, ngươi có thể đi rồi. Khuôn mặt của Chư Toàn Nhi không khỏi co giật, đây là không thích gặp mình cỡ nào a, lại còn đuổi người. Nhưng thái độ hờ hững kia lại không phải ngụy trang ra, làm cho nàng càng thêm phiền muộn. Nữ nhân cũng thật kỳ quái, vừa nãy lầm tưởng Lăng Hàn có ý tứ với nàng, nàng lo lắng Lăng Hàn làm gì nàng, hiện tại Lăng Hàn hoàn toàn coi thường nàng, nàng lại phiền muộn. Ai? Trong lòng nàng có chút tức giận nói, Lăng Đại Sư đại khái là chuẩn bị làm rể hiền của Giang gia. Nếu không, đối phương cũng sẽ không thay đổi yêu cầu, dễ dàng liền cho mình xích hồng hàn băng thảo. Lăng Hàn cười hì hì nói, thế nào, ghen sao? Nghĩ hay lắm. Chư Toàn Nhi chỉ nhẹ rên một tiếng, nói, lần này Giang gia luận võ chọn rể, không chỉ 10 vị trí đầu trên thiên kiêu bảng đều sẽ tham gia, ngay cả cường giả qua mấy giới cũng sẽ xuất hiện. Tuy bọn họ vẫn chưa bước vào sinh hoa, nhưng thực lực mạnh, có thể đã đến trình độ nửa bước sinh hoa. Lăng Hàn chỉ cười, thực lực bây giờ của hắn phỏng chừng đạt đến nửa bước sinh hoa, tương lai càng có khả năng vô hạn tiếp cận sinh hoa, nửa bước sinh hoa tính là gì, chiếu đánh. Đôi mắt đẹp của Chư Toàn Nhi xoay một cái, đột nhiên nói, Lăng Đại Sư muốn nhìn dáng dấp của Toàn Nhi một chút không? Đây là cái gì quỷ? Lăng Hàn kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nhưng Chư Toàn Nhi là nhẹ nhàng nở nụ cười. Đứng dậy liền đi nói, lúc nào tâm tình của Toàn Nhi tốt, nói không chắc sẽ cho Lăng Đại Sư chứng kiến. Dứt lời, nàng lắc eo mà đi, phong tình vô hạn, tiểu yêu tinh à. Dù Lăng Hàn một lòng võ đạo, nhưng nhìn bóng lưng mê người của nàng vẫn bay lên dục vọng mãnh liệt, có một luồng kích động muốn xông ra đè đối phương xuống, khà khà khà, lại khà 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 hắc. Hắn vội thu tà niệm, ai nói nữ nhân thanh lệ sẽ không câu dẫn người, ngược lại, bình thường đoan trang, nhưng bỗng nhiên toát ra ngàn vạn phong tình, sẽ càng thêm mê người. Quả nhiên,
mỗi một mỹ nữ đều là hồ ly tinh biến thành, chỉ nhìn nàng có muốn câu dẫn người hay không. Lại một ngày đi qua, Giang Gia luận võ chọn rể cũng chính thức mở màn. Lăng Hàn mang theo đám người Lưu Vũ Đồng đi xem trò vui, ngược lại phải đánh 3 ngày, hắn không cần thiết hiện tại lên sân khấu. Đợi ngày thứ 3 lại đi cũng không muộn, hơn nữa hắn sẽ lấy thân phận Hàn Lâm xuất chiến, lấy được chìa khóa liền đi, còn Giang Gia, sau này hắn sẽ bồi thường. Cái này còn so sao, khẳng định là Dương Quân Hạo mới lên cấp thứ nhất trên thiên kiêu bảng, người ta là đánh bại hết thảy thế hệ trẻ tuổi của Bắc Vực A. Kha kha, luận võ chỉ là luận võ, hiện tại không cấm dùng các loại linh khí, sức chiến đấu của mỗi người đều sẽ khác nhiều. Hơn nữa, trước khi lên võ đài phải ký giấy sinh tử, đó là tử chiến cùng luận bàn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, đám người như Vũ Côn Lôn cũng có thể xuất chiến, Dương Quân Hạo muốn toại nguyện ôm mỹ nhân quy, đó. Không sai, lần luận võ chọn rể này khẳng định đặc sắc hơn thiên kiêu chiến. Giang Gia ở đại đấu thú tràng thuê một sân bãi tiến hành luận võ chọn rể, mà Linh Bảo Các cũng nhân cơ hội kiếm một bút. Bất kể là vào sân quan chiến hay lên đài dự thi, đều phải giao một khối nguyên tinh. Lăng Hàn thanh toán phí ra trận, vào sân quan chiến. Ngày chiến đấu thứ nhất quả nhiên rất bình thường, phần lớn là người không thể leo lên thiên kiêu bảng ở đây hiển lộ một chút, soạt dư âm. Cũng chính vì thế, Giang Gia và Linh Bảo Các hợp tác, thay đổi quy tắc võ đài. Các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.